Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Siltega Vespa 946 Dragon 2024 đầu tiên tại đại lý Việt Nam với mức giá dự đoán tới 2 tỷ đồng. Một cái đơn vị tư nhân nhập khẩu cái dòng xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa về cái chiếc Vespa 946 đầu tiên Việt Nam với cấu hình động cơ là 155cc và có tin đồn mức giá lên tới là 2 tỷ đồng. Trong khi đó, BMW Việt Nam cũng dự kiến cái chiếc là Vespa 946 Dragon 2024 sẽ được bán tại thị trường Việt Nam vào khoảng đầu quý 2 của năm 2024 với một cái số lượng rất hạn chế. Thì mới đây một cái đơn vị nhập khẩu xe máy tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa về cái mẫu xe này. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là cái chiếc Vespa 946 Dragon 2024 đầu tiên được cập bến tại thị trường Việt Nam. Mặc dù bên phía cửa hàng chưa tiết lộ thông tin về mức giá bán, nhưng theo rất nhiều nguồn tin đồn đoán, mức giá của cái mẫu Taiga lần này sẽ rơi trong khoảng là gần 2 tỷ đồng. Một cái điều đáng chú ý trên cái chiếc Vespa 946 Dragon 2024 đầu tiên tại Việt Nam, đó chính là phiên bản lần này tận dụng cho mình cái động cơ là 155cc. Bên cạnh đó, trên thị trường quốc tế nó còn có phiên bản tùy chọn là có động cơ 125cc. Đối với cấu hình động cơ 155cc, cái cỗ máy Sander này có thể sinh ra cái công suất tối đa là 11,7 mã lực, đi cùng một máy xoắn cực đại là 10,3 Nm. Ngoài ra, cái chi tiết cái ấn tượng nhất trên cái chiếc Vespa 946 Dragon 2024 đó chính là cái phần dàn áo bên ngoài lấy cảm hứng từ cái linh vật con rồng của năm Giáp Thìn. Đầu tiên, thân ở bên trái của chiếc Vespa 946 Dragon 2024 nó được sơn nổi ở phần thiết kế cái hình rồng màu xanh ngọc lục bảo nhảy múa dọc theo cái chiều dài thân xe ra tới cái phần yếm trước, tương phản với cái thân xe màu vàng. Dàn áo được làm hoàn toàn thủ công tại Ý. Trong khi đó, ở bên phải thân xe, các phiên bản Dragon đều có 4 cái cặp số 12, 00, 88 và 76 lần lượt đại diện cho những cái năm Thìn trong quá khứ: Nhâm Thìn 2012, Canh Thìn 2000, Mậu Thìn 1988 và Bính Thìn 1976. Ngoài cái bộ cánh nổi bật ra thì cái chiếc Vespa 946 Dragon 2024 có cái thông số kỹ thuật nó không thay đổi so với phiên bản là 946 trước đây. Nếu so với cái dòng đời Vespa khung nhỏ khác tận dụng cho mình khóa động cơ thì cái chiếc Vespa 946 Dragon 2024 nó vượt trội hơn khi được trang bị phanh ABS 2 kinh, hệ thống điều khiển lực kéo. Bên cạnh đó, nó còn một cái vài trang bị hiện đại có thể kể đến như hệ thống cái đèn pha dạng LED, bảng đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ các thông tin, và trên thế giới chỉ có là 1888 chiếc Vespa 946 Dragon 2024 được sản xuất. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.